hiện tại chúng tôi đang trên con đường quốc lộ 1A gần với Đèn Dâu, khu vực Đèn Dâu, phường Nam Sơn. Hôm nay chúng tôi mời các bạn đến với một mảnh đất gần với trường cấp 1 Nguyễn Trãi. Mảnh đất này khá rẻ, có giá 350 triệu. Và một mảnh đất này khá rẻ, chúng tôi sẽ tiết lộ sau. Và chúng ta nhìn thấy bên tay phải của Đèn Dâu này có một con đường tên là đường Trong Đèn. À, Trong Đèn các bạn nhé. Đường đi vào trường tiểu học Nguyễn Trãi của thành phố Tam Điệp, nằm trên tổ 14 phường Nam Sơn. Đẹp quá nhỉ. Đây bên tay phải đây là khu vực trường tiểu học Nguyễn Trãi rồi. Một cái trường khá đẹp đấy. Và đi đến gần cuối con đường này. Như vậy là chúng tôi đã đến khu vực mảnh đất mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đây là mặt tiền của toàn bộ cái lô đất. Chúng ta sẽ đến với cái vị trí chính xác. Đằng sau cái lô đất này là trường tiểu học đây. Trường tiểu học Nguyễn Trãi đằng sau đây. Mảnh đất này có diện tích là 5,5 m và dài là 16,2 m. Tổng diện tích là 90 m². Đây vị trí chúng tôi đang đứng đây, có một cây đào đây là vị trí miếng đất. Chỗ này là khu phân lô. Rất là cũng tương đối là bằng phẳng và đẹp. Gần với trường tiểu học Nguyễn Trãi này, gần với quốc lộ 1A này. Ngày hôm nay giới thiệu đến cô bác anh chị và các bạn một lô đất có thể nói là giá rẻ. 350 triệu. Vâng. Nếu mà trên thành phố Tam Điệp mà tìm được một lô đất mà đẹp như thế này mà có giá 350 triệu thì có thể nói là rất là khó. Nếu có bác anh chị có nhu cầu và cảm thấy phù hợp thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi. Mảnh đất này nằm trong khu vực đã đông dân cư. Đất thì quay hướng Bắc. Vâng, mảnh đất có mặt tiền là 5,5 m. Trên con đường bê tông khoảng 5 m này. Mặt tiền 5,5 m quay về hướng Bắc nhé các bạn nhé. Để tìm ở đây thì rất là dễ thôi. Các bạn như lúc đầu giới thiệu thì đi vào đường Trong Đèn và đi vào gần hết con đường này thì sẽ thấy khu phân lô này thôi. Và một lần nữa chúng tôi nói lại với các bạn về cái giá của mảnh đất ngày hôm nay. Là giá của mảnh đất này là 350 triệu. Một cái giá rất là phù hợp. Tôi cho rằng là rất là rẻ để có thể là đầu tư hoặc là cũng như là để có thể xây nhà ở cho các cái gia đình có điều kiện về kinh tế ở mức độ vừa phải. Cô bác anh chị có nhu cầu phù hợp với gia đình mình thì hãy liên hệ với chúng tôi. Anh Long Việt, số điện thoại 085 928 7777, hoặc điện thoại của tôi Tôn Sport 0964 320 888. Xin cảm ơn các cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi.